Hello, bro. Sorry, guy. I just lost my home a lot. It's just. Hello em, khỏe không? Lần đầu tiên trong một năm mình đến đây thì đậu xanh ngày hôm nay lần đầu tiên bị mất điện vào đúng lúc giữa trưa. Và cả hai nguồn điện, nhà mình có hai nguồn điện thì đều mất hết. Mà đến bây giờ mãi lúc này. Sao nay stream muộn thế không? Thực ra anh stream từ lúc 12 giờ cơ. Sao tự nhiên đến lúc 1 giờ nó mất mẹ nó điện. Từ lúc 1 giờ đến lúc 2 giờ thì nữa, cả hai nguồn điện đều mất luôn. Sorry guy, my home today lost electricity, I lost power. So you know I start live stream 2 hours ago, but I the midstream to live stream, I lost my home lost power 1 hour in 1 hour ago. Damage. Guy. So that's so by the way, come back and we have 15 minutes left of this season. We will win. Select will win for me, so I will let's go, yummy yummy! Good! Mother Nature coming! Screws last fire boom! Rất đau đầu khi mà vừa đánh tấn công hai bên. Cái deck của Viper điểm yếu đó chính là anh ta không thể phòng thủ được hai bên một cách linh hoạt. Anh ta cứ bảo là dồn như thế nào thì nên là lựa chọn là đặt Executioner bên này hay là Valkyrie bên này. Rất căng não. Ok, phải trở lại với Remy. Rồi, phải chừa anh. Các bạn này không chơi game mà sao ấy. Các bạn ít nhất các bạn phải nhớ là mùa cứ đầu tháng này mà mấy hôm nào cứ hôm nào mà mình live stream một giữa trưa thì các bạn biết là ngày hôm đấy là reset mùa. Các bạn không cần phải quan tâm là các bạn chơi game không phải quan tâm những thông tin đấy, các bạn chỉ cần quan tâm là ngày hôm các bạn tự nhiên một ngày mật được một ngày đẹp trời thấy mình live stream giữa trưa thì các bạn sẽ hiểu là mùa giải sắp kết thúc và chúng ta sẽ có một giải mới. Thôi.
3 giờ theo giờ Việt Nam nhá. Xin lỗi anh em, lúc nãy là mình mất mạng, mất điện, quên mất mạng, mất điện. Lần đầu tiên trong hơn 1 năm mình đến đây, mình ở chỗ này thì lần đầu tiên mà mình bị mất điện giữa trưa. Nhà này có hai nguồn điện và mình không hiểu tại sao nó mất luôn cả hai, nó rất đau đớn. Và đợi tận 1 tiếng. Trời vừa nóng mà mình điều hòa của mình thì lại bật. Đau đầu. Không, ngày xưa là cái giờ mùa đông. Nếu các bạn mà ở bên nước ngoài á, mà hay gọi là làm việc với bọn nước ngoài á, thì là có cái giờ mùa đông và giờ mùa hè. Thì giờ mùa đông nó sẽ bắt nó sẽ kết thúc cực muộn hơn. Thì nó sẽ muộn hơn 1 tiếng. Còn bây giờ là giờ mùa hè. Sau này tầm độ khoảng tháng bên chỗ châu Âu mấy vụ tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 11, tháng 2 ấy, lúc đấy là trời lạnh thì nó sẽ lùi lại một tiếng. Tại sao mình biết điều đấy? Bởi vì là công ty của mình nó làm hàng nước ngoài nên là có thời điểm là nó sẽ chuyển deadline của nó sẽ muộn hơn mà deadline của nó sẽ sớm hơn một tiếng đấy, các bạn hiểu là như vậy. Ok, Remy Lee đang player này thì mình không biết. Hello, Bryce. Spyboy coming. Say goodbye, Mother Archie Queen. Okay. Archie, no, don't hit. Thank you. Until Mazinger Joe gets so much damage. Let's go. Where you finish this season? Oh no, man. Don't care about this. Don't care about this. I won't wait. Finish so far. The total 5,000. The mid-time ladder, I can try to get to take the top 200, but I always till last time. Let's go, Remy! Boom. Okay, let's check my friend list. No. I'm waiting for Remy Lida. Ủa rồi, ông Remy Lee gặp cái deck này được ăn cái quái nó được. Cái deck này nó đánh hai bên thì thực sự phải nói là rất khó ăn. Ủa sao trận đặt con Magic đã chơi cao vậy? Con Magic đã chơi đặt thấp thôi. Thấp thì nó mới sống được chứ. Hey Johnny. Rudy, and I don't know this guy. Maybe Ijolovic. Damn! Fireball? Yes, exactly. We need a fireball right now. Bomb tower. Be careful. Flying machine on the left. On the right. Mother got you! It's hard! No. Cannot. Yeah. Miner, Magic Archer. Bomb tower. We need the bomb tower. The last fireball coming. The last fireball coming. Fireball. Quái vật. Quái vật. Không nghĩ anh ta có thể thắng được trận đấy. Why? Remy Lee.
Top 4, 8554. Làm game nữa bạn ơi. Chúng ta còn 13 phút nữa. So nothing changed at the band top 1. Nobody can get it. Get top 1. Araban for sure, top 1. Araban top 1. Remy Ali and Remy Ali, one game please. You can do it. Crazy mistake. No, my friends. Thằng Ray Lee mình có Flander, mình không ăn được. No, my friend. To my friends, to my friend, Rupert. Thằng Duyên. No, no. Trời ơi, thế này thì sao được? Araban top 1 for sure, guys. Remy Ali. One vote for Remy Ali. Because he, you know, he combined of Toido and Magic Control. Wow. What deck Araban run? Miro, Electro Giant, Hunter, Golden Eye, Lightning. Damn. He only run around Miro and Electro Giant. Damage. Okay, I need top 2 for sure, Iguan. And right now, waiting for the wheel, who will finish top number 3. Hello, em. Ôi giời ơi. Yeah, we cannot stop my Basic Archer. Very merely. Possible for Luminary. Hello. Chơi cả mùa đánh chỉ đúng 7k tròn là thực lên từ xuống phút đúng 30 phút cuối mùa lên 7k mốt. Thắng 8 trận thông. Ghê thật. Thank you guys. Thanks for watching. And okay. We have the final results. The final results at the band top 1. Insider. Ray Bigley maybe top number 2. Yes. Top number 2. If he won. Not my creator. So I'm waiting for the real reviews. Waiting for the review again my channel and apply my code. But I'm not sure they will apply or not. So okay, last 5 boon. Thank you guys for watching. And final Araban still won. Ooh, 8577. Remy Ali top 3. Okay, congratulations, guys. No. Remy Ali took 3, not 4, not 2. Yes, this guy took 1 again. Damn it! 1-1-1-1-1-1-1-1. Thiếu anh được một cú. Ừ,
bằng thế nào được anh?